Sáng ngày 28 tháng 9, ngay khi bão số 4 suy yếu thành áp thấp, Bộ Chỉ huy Quân sự Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh này đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị hành quân về các khu vực bị thiệt hại nặng do bão số 4 gây ra để giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, thu dọn cây xanh đổ gãy để bà con sớm ổn định cuộc sống. Tại huyện Quảng Điền, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa tại hợp tác xã Phú Thanh, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền. Hiện Công an huyện Quảng Điền di dời số lúa trong kho đến nơi khô ráo an toàn, lập lại mái tôn, giăng chống kỹ càng đề phòng mưa lớn sau bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế huy động 182 cán bộ chiến sĩ và 6 phương tiện cơ động về các địa bàn phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang duy trì 2 sở chỉ huy phía trước trên hai tuyến biên giới, 680 cán bộ chiến sĩ và 46 phương tiện thường trực khắc phục hậu quả bão số 4.